thoại tại Trung Quốc. Nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc bị đóng cửa sau khi hãng cắt giảm sản xuất của nhà máy ở phía nam thành phố Huệ Châu tháng 6 năm 2019 và ngừng một nhà máy cuối năm ngoái. Động thái của Samsung tiếp nối làn sóng chuyển dịch nhà máy khỏi Trung Quốc. Trong bối cảnh giá nhân công tăng cao và kinh tế bắt đầu chậm lại, Sony cũng cho biết đã đóng cửa nhà máy smartphone ở Bắc Kinh và chỉ sản xuất điện thoại ở Thái Lan. Tuy nhiên, sản phẩm của Apple vẫn chủ yếu sản xuất tại quốc gia đông dân nhất thế giới thị phần smartphone Samsung tại thị trường Trung Quốc giảm xuống 1% từ 15% cách đây hơn 6 năm. Hãng điện thoại Hàn Quốc không thể cạnh tranh nổi các đối thủ nội địa như Huawei và Xiaomi. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, Samsung cho biết, hãng buộc phải đưa ra quyết định khó khăn để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, dù đóng cửa nhà máy nhưng Samsung vẫn bán điện thoại tại Trung Quốc. Samsung từ chối tiết lộ công suất cũng như số nhân viên tại nhà máy Huệ Châu. Nhà máy này được xây dựng năm 1992.